Xin chào các bạn thân mến, mình là Hòa, admin của blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn. Hôm nay mình mang đến cho các bạn một cái niềm vui rất là lớn từ một cái kiến thức, một cái trải nghiệm của mình, đó chính là cái này ạ, Google AdSense. Và đây là tên của mình ạ, các bạn có thể nhìn thấy không? Chị Công Hòa. Ok, chủ đề hôm nay mình sẽ nói tới đó chính là nguồn thu nhập thụ động từ quảng cáo AdSense. Đó chính là một cái nguồn thu trong 5 nguồn thu mà mình đã chia sẻ ở một cái video livestream trước và trong một cái bài viết hơn 2.000 từ mình chia sẻ với các bạn về cái 5 nguồn thu nhập thụ động từ một blog tài chính mang lại. Và cái blog tài chính là blog tiền của tôi.vn của mình. Và mình chia sẻ là mình chỉ chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm thật và có thực mình đã làm được và mình muốn chia sẻ với các bạn. Thực sự là mỗi một lần chia sẻ lại với các bạn, mình càng cảm thấy rất là có ý nghĩa, và mình nhìn lại thấy cái hành trình của mình đã đi qua, mình cũng thấy rất là vui và hạnh phúc các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ nói rất là chi tiết với các bạn hai nội dung thôi, chỉ đúng hai nội dung. Một là gì? Hành trình mình kiếm được nguồn thu nhập thụ động từ Google AdSense. Hai là chiến lược hay là cách thức mà mình sử dụng Google AdSense để kiếm thu nhập thụ động cho mình. Chỉ hai nội dung như thế thôi nhá. Và các bạn sẽ nắm được hai nội dung này. Xin chào các bạn đến với chương trình Học kiến thức tài chính cá nhân miễn phí. Chương trình được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái video mới nhất trên kênh YouTube Tiền của tôi Official, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Để nhận được các cái video đăng sớm nhất, bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo các bạn nhé. Ok, đi vào cái câu chuyện đầu tiên của mình. Mình viết cái blog tài chính cá nhân tiền của tôi khoảng độ gì? 5 năm rồi, 5 năm. Từ năm đầu năm 2016, nếu các bạn search ở trên trang Mắt Bão hay trang Tiên Tên, trên trang cái web tiền của tôi.vn thì các bạn sẽ biết là thời điểm đăng ký là ngày nào. Mình nhớ là 16 tháng 3 ấy, là mình có đăng ký 16 tháng 3 năm 2016. Đó, thế thì từ cái lúc đấy là mình đã lập và mình đã viết. Một tháng đầu nhá, chia sẻ với các bạn là mình chỉ viết ra Word thôi. Đó, mình viết ra Word khoảng độ gần 20 bài về tín dụng. Đấy, mình cứ viết, hàng ngày mình cứ viết, mình chưa đăng thôi. Đó, sau đó thì mình mới bắt đầu đăng. Viết xong đấy, mình xôi chuỗi hết các nội dung rồi bắt đầu mình đi đăng lên. Thế thì nói thật với các bạn là sau khoảng 1-2 tháng thì chả thấy ai vào mấy. Rất ít, 5, 10, 20 người, rất ít. Không, nó dần dần thì khoảng độ nửa năm. Đấy, nửa năm thì thực ra là mình cũng vẫn đều đều mình viết, nhưng mà nói chung là chỉ viết được khoảng độ khoảng chưa nổi 100 bài 6 tháng. Và mình viết chơi thôi, cứ viết thôi, cứ viết thôi, cũng không xác định là kiếm tiền được từ blog đâu, cũng không biết, không biết cái việc là có thu nhập từ AdSense như nào. Và mình lúc đầu thì cái ý tưởng của mình nó khác thôi, đó chính là mình định lập một cái trang gọi là trang quảng cáo mà dịch vụ, rồi trang kết nối dịch vụ với ngân hàng rồi. Ui, nói chung là bao la lắm, dịch vụ rất là bao la. Nhưng sau đấy thì là cũng bẵng đi, bẵng một thời gian thì các cái nội dung dần dần thì cái số lượng người nó tăng lên. Nói chung là sau như gần một năm thì khoảng độ được 200-300 người vào. Thế thì mình xem được là mình cài Google Analytics, mình xem được nó những cái bài nào là những cái bài mà nó tạo ra cái traffic cho mình lớn đấy. Và dần dần lại có những khách hàng người ta vào comment các bạn ấy, vào comment thì mình đã bắt đầu mình phát triển các cái nội dung từ những cái bài comment của khách hàng. Nhưng thực ra là mình chỉ có kiến thức về tín dụng thôi, nên là mình viết rất nhiều về tín dụng. Nói chung là các bạn để ý, các bạn vào trang của mình thì cái phần tín dụng đầu tư ấy, chỉ đến rất nhiều về tín dụng. Mình làm tín dụng mà, mình làm về ngân hàng, mình làm tín dụng là chủ yếu. Chính vì thế mà có rất nhiều
đấy, các cái bài viết về tín dụng lúc đầu đó. Và viết với mình ý, thì là mình viết nó từ cái nội dung mà hướng dẫn cho khách hàng đến ngân hàng rồi kết thúc giao dịch tại ngân hàng rồi đấy, mình viết dài như thế. Thế thì cũng có một cái hay là gì, các bạn ở trên mạng ấy thì các bạn hay chỉ viết là để kiểu kéo khách thôi, kéo traffic thôi, à kéo kéo khách hàng thôi. Nhưng mà mình thì mình lại giúp cho khách hàng là ở cái khâu sau cơ, vì khâu trước thì cạnh tranh kinh quá và khâu trước thì là ai cũng làm thì để có khách, mà khâu sau thì không ai làm vì có khách cũng chẳng có tác dụng gì đấy, thì mình làm đó, thì mình làm thì mình có khách đó. Bây giờ các bạn có thể search là những cái từ khóa ví dụ như là tất toán khoản vay này, rồi kiểm tra thông tin tín dụng này, vân vân. Đấy, những cái nội dung như thế là mình đang ở top vì là những nội dung đấy chả ai biết cả. Sau đấy thì mình thấy mọi người viết nhiều lắm, dần dần thì mọi người thấy là à cái lượng truy cập cái đấy rất là lớn, mọi người biết. Thực ra thì mình biết mình giúp cho khách hàng là chính thôi đó. Thì tiếp theo mình kể cho các bạn tiếp nữa là cái sau khoảng độ 2-3 năm đấy, làm như thế nào mà mình có được cái nguồn thu nhập đầu tiên. Thì khoảng 2-3 năm thì mình cứ vẫn viết rồi hết tín dụng ô tô, vay tiêu dùng, rồi vay bất động sản, rồi thì vay kinh doanh, rồi thẻ tín dụng, rồi nợ xấu, thông tin tín dụng vân vân nhiều lắm. Thì mình có được khoảng độ 1.000 lượt người vào năm 2018 sau khoảng hơn 2 năm. Thì lúc đó thì mình cũng đăng ký Google AdSense, mình cũng nghe nói là khoảng độ 1.000 người vào thì là có quảng cáo để mà thu được cái tiền để quảng cáo. Nhưng mà mình đăng ký thì fail các bạn, mình đăng ký xong rồi fail luôn đấy, khoảng độ 3-4 ngày thì phải, bên Google họ chả cái fail, không không đạt điều kiện chính sách, mình chả hiểu vì sao. Và mình cũng đọc rất nhiều các điều khoản chính sách của Google, mình không hiểu vì sao luôn đó. Thì sau đó thì mình có tham gia một cái chương trình hội thảo về Google. Hôm đó thì có các bạn Google sang, rồi có một cái đối tác là Ledlink đấy, thì có cái anh giám đốc kinh doanh ấy, của Ledlink. Thì anh cũng hôm đấy mình gặp mình nói chuyện thì mình bảo em có một blog đó, thì cũng khoảng hơn 1.000 lượt người vào nhưng mà cũng chưa biết kiếm thu nhập như thế nào. Thì anh mới giới thiệu chương trình hợp tác của bên anh ấy, thì bên anh ấy là gọi là gì ạ, đối tác quản lý của Google ấy. Đấy, các publisher ở Việt Nam thì quảng cáo qua anh ấy đấy, thì anh như kiểu đại lý tổng. Thì sau đấy thì là mình cũng tham gia, thì tham gia khoảng độ hơn 1 năm, 1,5 năm, thì nói chung là cũng có khoảng thu nhập khoảng từ 100 đến 200 đô đô la Singapore thôi đó. Thì mình cứ chạy đều đều như thế. Thì sau đấy thì khoảng 1,5 năm đó thì bên Ledlink họ kiểu họ tối ưu hóa lại nhân sự ấy để chăm sóc và quản lý cả cái đối tác lớn hơn, mình thì nhỏ thôi đó, thì có khoảng 1,5 lượt view đến 2.000, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà họ cũng không 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 chăm sóc nữa. Chính vì thế mà đến năm 2020, đúng năm 2020 thì thực ra thì mình cũng không nghĩ là việc là đăng ký cái Google AdSense đâu, nhưng mà sau đấy thì mình làm lại, thử thách lại, thì mình đã đăng ký và sau đúng 1 tuần, mình đăng ký sau đúng 1 tuần thì cái trang của mình được phê duyệt, trang của mình được phê duyệt đó. Và mình phải có làm một cái thủ tục, nói chung là cái này làm cho mình nhớ mãi và mình cảm thấy rất là vui, đó chính là cái mã này. Phải làm một cái thủ tục đó chính là xác nhận địa chỉ, thì họ sẽ gửi cho mình cái này và gửi cho mình cái một cái mã như thế này, thì mình nhập vào, mình nhập vào đó thì mình nhận được tiền, còn mình không nhập vào thì mình không thể nhận được tiền được. Khi mà đạt 100 đô mình không có cái mã này nhập vào mình không nhận được tiền đâu đó. Sau này kênh YouTube các thứ cũng sẽ chạy hết vào cái tài khoản AdSense này. Thế thì câu chuyện đây là mình chia sẻ
đấy, một cái hành trình rất là dài của mình, nhớ lắm. Và sau 3 tháng ròng rã chờ đợi cái lá thư này, mình phải đăng ký đi ghi lại 2 lần, 2 lần đấy. Đấy, xác thực 2 lần mới được gửi, vì đúng là dịch Covid các bạn. Mình đăng ký được hồi tháng 3 hay tháng 2, mình không nhớ lắm, nhưng đấy, năm 2020, tháng 3 hay năm 2020. Sau đấy đến tận tháng 7 các bạn, tháng 7 à, tháng 7 thì mình bắt đầu mình kích hoạt được tài khoản. Rất là dài, và quãng đường đi rất là dài. Nhưng mà khi chạy quảng cáo thì ok, thì mình cũng gọi là lúc đầu mình cứ bật mình thử thôi, nhiều lắm, chạy thử tất cả các cái trang rồi cho họ chạy tự động hết, xem được bao nhiêu, tối đa được bao nhiêu đó. Thì nói chung là nó cũng xem landing thôi, và xem landing thôi đấy. Thì sau đấy thì mình sẽ tối ưu lại cáo đấy. Thì câu chuyện của mình chỉ đơn giản đấy thôi, và các bạn đã nghe cái hành trình của mình rất là chân thật đúng không ạ? Đấy, và mình đã kiếm được thu nhập một cách gọi là rất là tự nhiên đó, từ 100 đến 200 đô rất là tự nhiên, từ quảng cáo Google AdSense. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái chiến lược của mình, cách thức của mình làm như thế nào quảng cáo với AdSense đó. Chúng ta sẽ hình dung được Google AdSense nó là một cái bảng quảng cáo đúng không các bạn, bảng quảng cáo mà các cái đối tác họ 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 mua quảng cáo đấu giá với Google rất nhiều. Mà có một cái mà mình thấy là tức là nếu một người nào kích vào cái quảng cáo ấy rồi thì nó cứ follow người đó, nó gọi là remarketing đó, thì mình biết được những cái đó. Thế thì ở đây câu chuyện là gì, các cái quảng cáo đó để mà làm sao tránh cạnh tranh với các cái bài viết khác của mình, các cái nội dung và tạo chuyển đổi của mình để mình bán hàng refer ấy, tiếp thị liên kết ấy đó, thì mình có một cái cách như này. Tức là mình không để chạy quảng cáo tự động đâu, tức là mình không coi Google AdSense là nguồn thu nhập chính của mình đó, và Google AdSense chỉ là một kênh thu nhập thêm thôi, không coi Google AdSense là nguồn thu nhập chính vì nó trả được nhiều đâu đó. Thế thì mình chỉ đặt quảng cáo của Google AdSense vào các cái bài viết mà có traffic lớn nhưng không có chuyển đổi, ví dụ như tất toán khoản vay à. Đấy, không có chuyển đổi mà, đấy không có chuyển đổi, bài viết đấy chỉ giúp khách hàng thôi. Hay ví dụ như cái bài đăng ký tài khoản thông tin tín dụng, hay những cái bài liên quan đến kiểm tra thuế thu nhập cá nhân vân vân, thì những cái bài đấy traffic của mình cũng lớn lắm, và mình đặt vào đấy thôi, mình đặt các cái quảng cáo vào đấy, nó gọi là quảng cáo do mình tự cài đặt đấy. Mình lấy cái mã của ở trên Google thôi, mình lấy cái mã về, sau đó thì mình đăng vào đấy. Thì đấy là một cái cách mà mình tối ưu hóa thu nhập của mình bằng cách là mình tận dụng các cái bài viết mà có traffic lớn nhưng không tạo chuyển đổi. Bởi vì nếu mà mình để quảng cáo tự động thì các cái quảng cáo nó sẽ cạnh tranh vào các cái banner, cạnh tranh vào các banner. Thứ hai, các quảng cáo cạnh tranh vào các bài viết, các cái link truyền đổi của mình thì không được, mình sẽ không thể làm gì được. Đấy, vì nó sẽ cạnh tranh rất là lớn. Bây giờ một người mà người ta đang xem về đầu tư trái phiếu chẳng hạn, đấy, ở một cái trang khác, người ta đã kích vào cái quảng cáo rồi thì chắc chắn vào trang mình mà mình đặt quảng cáo đấy thì họ sẽ lại kích vào tiếp. Thế thì bây giờ làm sao mình bán được những cái sản phẩm đầu tư trái phiếu được đúng không ạ, ở trên trang của mình được, mất ngay. Thế thì cái cách thức mà mình đã làm là như vậy, và như thế thì mình đang tối ưu được và không bị mất khách hàng, không bị mất khách hàng. Và làm như vậy thì cũng tức là gia tăng được cái trải nghiệm các bạn, gia tăng được trải nghiệm cho khách hàng. Vì khi mình đặt quảng cáo thì cái lượt cái tải trang nó chậm đi các bạn, nó chậm đi đấy. Thứ hai nữa là gì, thứ hai nữa là cái quảng cáo nó không bị làm cho khách hàng cái khó chịu. Nói chung là đặt ở giữa bài viết thì cảm thấy là khi đọc qua thấy khó chịu hơn, mình mà đọc một bài mình nhìn thấy quảng cáo ở dưới giữa thì mình cũng thấy khó chịu. Thường thì mình hay đặt ở đầu bài dưới tiêu đề thôi,
trong này mình không đọc đó. Thế thì khách hàng người ta đọc, người ta cũng sẽ cảm thấy đỡ khó chịu hơn đó. Và các cái bài viết mà có chuyển đổi mình không đặt thì họ chỉ đọc hết thôi, và họ có thể là họ thấy cái bài viết của hai mình hay, mình có cái link giới thiệu thì họ có thể đăng ký thôi. Traffic thì rất nhiều các bài viết, các bạn đấy, các bạn cứ chịu khó các bạn viết, giống như mình nói, mọi người tập trung viết để kiếm khách hàng, mình thì tập trung viết để mình giúp đỡ khách hàng. Mình không được cái gì nhưng mình biết những cái gì thì mình biết, mình chia sẻ để mình giúp đỡ khách hàng. Mình có traffic đó, mình có người dùng vào trang của mình thì nó cũng làm cho cái trang của mình nó tăng cái mật độ lên, tăng cái lượng truy cập lên. Và nói thật ra là những cái khách hàng mà truy cập vào trang của mình, nói thực ra họ đọc các bài viết đấy nhưng có thể là họ quan tâm đến các vấn đề khác, cũng biết đâu được, đúng không ạ? Miễn là trang của mình nó về tài chính thì họ cứ quan tâm đến tài chính họ vào thôi. Thì ít nhất là mình có một cái lượng traffic khoảng độ trên 1.000, thì lúc đấy các bạn có thể đăng ký đấy, và tham gia chương trình. Và có một số cái điều kiện mà mình cũng chia sẻ với các bạn luôn này. Thứ nhất là gì, các nội dung của bạn phải rất là độc đáo, hữu ích và chuyên sâu. Nếu bạn chuyên sâu vào một mảng nào đó thì cái tỷ lệ mà chuyển đổi nó sẽ tỷ lợi được duyệt sẽ cao. Mình ví dụ nhé, nếu các bạn viết về đầu tư chứng chỉ quỹ, các bạn chỉ viết về chứng chỉ quỹ thôi. Các bạn viết về đầu tư bất động sản thì các bạn chỉ viết về bất động sản thôi. Các bạn viết về vay vốn thì các bạn chỉ viết về vay vốn thôi. Viết nhiều vào, rất nhiều các nội dung mà như thế thì nó sẽ dễ đấy, dễ được phê duyệt đó. Và từ những cái traffic đó thì có thể là tạo cho các bạn được cái thu nhập từ quảng cáo đó. Trên đây là mình cũng vừa mới chia sẻ với các bạn đó hai nội dung thôi, tóm lược hai nội dung nhé. Hành trình của Hòa được cái quảng cáo Google Ads, các bạn có thể thấy nó thời gian nó cũng không ngắn đâu, cũng dài đúng không ạ? Từ 2016 đến tận năm 2017, giữa năm 2017, tức là khoảng độ 1,5 năm mình bắt đầu có thu tiền ở quảng cáo đó. Sau đó thì mình chạy khoảng độ 1,5 năm nữa, thì đến đầu năm 2019 đấy, phải ở đấy khoảng 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 đầu năm hay giữa năm mình không nhớ nó rõ, thì mình cũng kiếm được quảng cáo của AdSense đó từ một đối tác. Sau đấy thì mình cũng bỏ bẵng đi một thời gian, sau đấy mình kích hoạt lại thì bây giờ mình vẫn đang chạy đó. Và cái thứ hai nữa là cái chiến lược của mình, chiến lược của mình là gì đấy, chỉ tập trung vào các cái bài viết mà có traffic lớn thôi, không có chuyển đổi nha, tập trung vào như thế và cài đặt, tự cài đặt cố định. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy ở cái trên cái bài viết của mình đó. Và thứ hai nữa là gì, hãy tập trung vào các cái bài viết mà tạo giá trị cho người dùng mà lại không có tính bán hàng đó. Thì bạn có thể search vào cái Google AdWords đó, thì có cái công cụ lập từ khóa, các bạn có thể search những cái nội dung nào mà người dùng người ta tìm kiếm mà nó không mang tính chất bán hàng, thì các bạn sẽ viết các cái bài về nó. Mà thực tế ra thì như mình làm ấy, thì cứ mỗi một sản phẩm ấy, mỗi một đối tác, mình sẽ viết từ cái khâu là gì, từ cái khâu là khách hàng đến dùng sản phẩm đến cái khâu mà khách hàng kết thúc sử dụng sản phẩm. Thì những cái bài viết mà liên quan đến việc là khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm này hay kết thúc sản phẩm này thì ít người viết, các bạn sẽ viết vào những cái nội dung như vậy thì các bạn sẽ chắc chắn là sẽ có traffic, vì những cái bài đấy ít, rất ít người viết các bạn ạ, rất ít tính cạnh tranh nhưng mà rất nhiều người tìm hiểu, rất nhiều người mong được hướng dẫn, người chia sẻ đó. Thì các bạn tập trung vào các bài như thế nhé. Ok, đấy, như vậy là mình cũng chia sẻ với các bạn những cái gọi là trải nghiệm, cái hành trình của mình để có được một cái nguồn thu nhập từ Google AdSense. Thực ra thì cái nguồn thu nhập này bây giờ thực sự nó cũng không nhiều, không nhiều. Và đố các bạn biết bây giờ là cái nguồn thu nhập này của mình nó còn bao nhiêu? Rất không nhiều đó. Và mình coi cho vui thôi, coi cho vui thôi. Mình đặt, tại vì mình đặt ít, đặt chứ các bài traffic không chuyển đổi đặt ít nên nó cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà để nó cũng hay thì nó cũng có ý nghĩa, có ý nghĩa. Nó là một cái thử thách đối với mình, thử thách đầu tiên đối với mình vượt qua được. Và mình hy vọng rằng đây là một cái thử thách, cái ngưỡng đầu tiên để mà các bạn có thể vượt qua để có được nguồn thu nhập nó dễ nhất, dễ nhất.
Tiếp theo thì mình sẽ có những cái nội dung chia sẻ về các nguồn thu nhập thụ động thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, và các bạn có thể chờ đón xem vào các cái video sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.